Vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Xin chào khách hàng, nó là em Nghìn. Địa chỉ là tổ 25, khu phố 8, phường Bình Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đệ tử Cao Phong sẽ làm một video để test chất âm riêng cho khách hàng, đó là em Nghìn. Một chiếc cục đẩy hàng bãi Mỹ Bowie. Vâng, model là V7.5. Đẹp xuất sắc luôn. Ở đây size 3U nhé. Đó, size 3U. Mặt phay nhôm, rất là đẹp. Các bạn nhìn cái mặt tiền của nó này. Cực kỳ đẹp luôn. Công tắc bật tắt nguồn. Bowie. Hai volume chiết áp, hai dàn đèn báo. Báo Active, báo Protect, báo Single và báo Clip. Model V7.5. Hàng đẹp tuyển chọn luôn. Cái mặt tiền của nó này. Đó, rất là đẹp. Các bác cùng ngắm nhìn. Một lô 20 chiếc. Đẹp trọn vẹn luôn. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Lát nữa sẽ quay kỹ về phía bên trong cho em Nghìn cũng như là các bác ngắm nhìn cái độ chất của con đẩy này. Dòng cục đẩy so sắt kết hợp với so than nên chất âm rất là hay. Bác đang chơi những con đẩy so sắt thì các bác biết rất là rõ. Bác mua mỗi những con đẩy so than không ấy, có đắt tiền bằng mấy đi chăng nữa thì không bao giờ có chất âm hay bằng so sắt hàng hãng được. Bởi vì so sắt của nó lên nó kết hợp với so than thì nó lên đủ các cái giải tần bát trung tép của nó rất là hay. Đó. Đây là cái nội thất rất là đẹp. Con này chạy với công suất là 16 so sắt 1 2 3 4 5 6 7 8. Nó hai tầng vỉ các bác nhá. Một tầng này, này và một tầng phía bên dưới này nữa. 8 nhân đôi là 16 và kết hợp với so than. So sắt xịn của Mexico. Đó. So sắt xịn Mexico các bác nhá. Và bên vỉ máy móc của nó đẹp như mới luôn. Rất là đẹp. Các bác nhìn rất là đẹp luôn. Và những con tụ con chở rất đắt tiền nhé. Con dòng này chất âm của nó cực kỳ hay. Chạy 12 quả tụ 10.000 mi. Đấy, tụ cực kỳ đẹp, phẳng đét luôn. Nguồn cực là giá trị và đẹp. Bowie. Và trên cái cục nguồn này nó ký hiệu và các cái thông số rất là chi tiết. Có ký hiệu luôn cả ký hiệu bộ EV7, V7.5 ở cục nguồn luôn. Công suất của dòng này thì nó rất là khỏe. Dòng đẩy so sắt thì công suất nó khỏe. Các bác cứ tính nhé. Cái con đẩy so sắt này, các bác cứ tính làm sao mỗi con đẩy so sắt này là mỗi con so sắt này là công suất của nó đánh maximum là 250W. Và các bác nhân với 16 trừ hiệu suất của những dòng cục đẩy để đi là tầm khoảng 85% thì các bác cứ tính con này nó dao động tầm khoảng 800W đến 1000W một kênh. Đấy, chơi gia đình rất là hay và cái dòng đẩy so sắt thì tiếng bát của nó rất là căng, đánh hay. Đặc biệt là những các bác chơi những đôi loa mà có từ to ấy, ví dụ từ 22 côn 100 ấy, hoặc là những đôi bát 30 mà đòi hỏi công suất đánh tiếng bát căng uy lực ấy, thì chỉ có những con đẩy so sắt này nó mới đáp ứng được các bác. Với những dòng so than không thì không bao giờ có cái tiếng bát căng bằng so sắt được. Và cái so sắt thì tiếng chung nó cũng rất là hay, tiếng tép của nó sáng bởi vì nó khỏe, nó đẩy được lên tất cả cái giải bát chung tép của nó lên rất là hay. Thì các bác nào đang chơi với những con đẩy so sắt kết hợp với so than như này ấy, thì các bác biết ngay là cái chất âm của nó. Mà các bác đã chơi những con đẩy so sắt này thì các bác không muốn chơi so than nữa, em khẳng định với các bác. Và tiếng so sắt của nó sẽ hay hơn và khác biệt hơn so với so than rất là nhiều. Đấy, đấy là cái điều đương nhiên, các bác nào cũng có thể khẳng định như vậy. Đấy, nhưng so sắt bao giờ nó cũng cùng một công suất, cùng một chất lượng như nhau thì so sắt bao giờ nó đắt tiền hơn so than khá là nhiều tiền. Đấy, nên là cái điều này là điều chắc chắn như vậy. Và những con đẩy Bowie V7.5 này thì các bác mong muốn báo giá cho các bác thì em báo giá các bác giá công khai là 5.500.000 một con. Đấy, bác nào đúng chân thì liên hệ điện tử Cao Phong, còn bác nào mà cảm thấy gì đó thì các bác xem clip để có tính chất tham khảo. Con này em báo với các bác là 5.500.000 là giá cực kỳ hợp lý. Bởi cái thời điểm năm nay em nói với các bác là các bác biết rất rõ là thời điểm năm nay là hàng hóa cực kỳ khó khăn bởi vì cấm biên nên là hàng hóa rất khan, về được những con đẩy đẹp như này không phải đơn giản. 5.500.000 mà con đẩy so sắt như này thì cực kỳ hợp lý, em báo giá cái giá cực kỳ hợp lý. Cái quan trọng của nó là rất là đẹp, máy zin bao zin tuyệt đối luôn, một lô 20 con bao zin tuyệt đối như các bác. Toàn bộ trong nội thất này không can thiệp bất kỳ một mối hàn nào của bàn tay con người, nên nó zin và nó rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn lên bên vỉ của nó này, sáng đẹp như mới nhá. Với những hàng này thường thường những con đẩy bãi về các bác phải vệ sinh lau chùi quét dọn rửa giấy, nhưng con này không phải vệ sinh thì nó rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, mên vỉ các bác nhìn này, nó mới như mới luôn, rất đẹp và tất cả zin hết, kể cả những dàn sò than và sò sắt này zin hết, tụ zin đẹp phẳng, nguồn cực kỳ là đẹp. Đấy, mên vỉ máy móc bao zin tuyệt đối cho các bác, nên con này chất âm rất hay. Và đằng sau con này thì thông báo với các bác là nó đủ hết các cái chế độ các bác ăn chơi, ví dụ như đường vào đường link có này, đường ra loa rắc đỏ đen xoáy có này, rắc new chích có này, và các chế độ gạt đầy đủ hết các bác nhé.
nên các bác yên tâm là phía sau là như vậy, nhưng các bác không phải quan tâm lắm, bởi vì em khẳng định với bác là con này nó là hàng hãng nên nó hỗ trợ các bác phía sau đầy đủ hết các chế độ cho bác. Bác cần chế độ gì như con đẩy khác thì con này nó có hết. Thì hôm nay làm clip này để giới thiệu cũng như là test âm gửi đến khách hàng đó là em Nghìn ở tổ 25 khu phố 8 phường Long Bình thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Cái con đẩy V7.5 Bowie đẹp xuất sắc, tiếng rất là hay. Đấy, các bác nào quan tâm và có nhu cầu thì liên hệ với điện tử Cà Phong để sở hữu cho mình những con đẩy xuất sắc, đẹp xuất sắc như này. Dòng này thì các bác chơi cực kỳ là hay. Đấy. Em nhích volume các bác cũng thẩm âm. Tiếng cực kỳ sáng luôn. Đó. Nó rất là khỏe các bác nhá. Công suất em nhắc lại là 800 đến 1000W trên một kênh. Các bác chơi gia đình những con này là cực kỳ là hợp lý. Bao zin tuyệt đối và bao đẹp cho các bác. Tiếng sáng cực kỳ hay luôn. Đó. Vâng. Em Nghìn. Địa chỉ là tổ 25 khu phố 8 phường Long Bình thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Những con đấy cực kỳ là chất lượng.